Cả nhà ơi, bà bóng vợ đang ở đây, đó là cái dãy nhà khu tái định cư tạm của bà con làng Nũ do quỹ thiện tâm trao tặng khu tạm cư cho người dân làng Nũ trị giá 2 tỷ đồng. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2024. Bà bóng vợ sau 3 ngày trở về Sài Gòn cho có công việc, thì hôm nay bà bóng vợ đã có mặt ở làng Nũ trở lại và xin cập nhật cái tình hình. Công nhận cái tiến độ thi công quá nhanh ha. Cái hôm mà ngày mà 18 bà bóng vỡ bay flycam thì mới xong có hai cái nền bê tông thì chúng ta thấy ha, nhưng mà hôm nay thì đã hình thành hết rồi và bà con đã vào ở một phần, hôm trước đã thấy vào ở rồi, thì hôm nay vẫn tiếp tục thi công một số cái còn lại nữa cả nhà ha. Cả nhà ơi, đây là khu nhà tái định cư đây. Bây giờ là 10 giờ kém 10 ngày 24 tháng 9 nha. Bóng vợ thấy cũng còn một xíu đang thi công cái dãy nhà bên này. Bên đây cũng có một dãy nữa nè. Đây. Đó. Cái này à. Cái dãy này có vẻ là chưa vô ở cả nhà ha, chưa vô ở. Còn bên này, còn cái này là người ta đang cũng chưa vô ở nè anh tá hả? Mình đi lên đây đi hả? Mình đi lên đây hay là mình đi dạo ra đây một xíu đi, đi vòng vào đây đi, đi một xíu đi, đi một xíu đây trước đi. Khu tạm cư đây à, quỹ thiện tâm trao tặng khu tạm cư cho người dân làng Nũ trị giá 2 tỷ đồng. Hộ Nguyễn Văn Việt có tên luôn nha cả nhà. Từng hộ có. Dạ, anh phải Nguyễn Văn Việt không? Không phải hả? Dạ, giờ là chưa vô ở hả anh? Nhà anh là nhà nào? Anh bắt thông chúng nhà nào? Không có. À, anh vô chơi thôi ha. Dạ, mình đi coi một vòng trước đi cả nhà. Đây, đó, Hoàng Văn Tiện hay gì đó. Ủa, cái nhà mà cái hộ mà người quen của em á, mình vẫn cũng họ Hoàng á, mình chưa có tìm ra ha. Trong này nhiều họ Hoàng. Dạ, đây anh em đang xây những cái tấm vách nè, bê tông, đủ bê tông. Đây cái vách này, tấm dừa. Trần. Anh không phải trần, vách tấm vách à? Vách với trần, vách với trần. Dạ, vách thôi chứ không phải trần, trần là khác hoàn toàn. Ở đây kia đem anh kia đem nệm gì vô vậy? Đây là bác đệm đấy. Bác mà vẫn đều mà. Đây người ta mài rồi. Và bất đệm đi đâu vậy ta? Nặng lắm. Cũng nhẹ hả? À, vậy là nệm mới luôn. Không lẽ quỹ thiện tâm tài trợ luôn cả nệm hả? Cả đất mà. Đất tật. Đúng không? Đất tật luôn. Tài trợ luôn cả nệm hả ta?
đây nè. Chào anh. No từng tí một, từng miếng ăn. Vậy là tại chợ mình luôn, từ mình đây là từ giường cho tới cái gì luôn hả anh? Tất tật. No từ miếng ăn bát giấc ngủ. Vậy là người chỉ đi tay không vô ở thôi. Vậy là còn nồi cơm điện rồi vật dụng là cũng tài trợ luôn. Có hết. Có cả giấy vệ sinh luôn. Ờ, nói chung là đi tay không vô ở là đúng nghĩa luôn đó. Rồi, cảm ơn quỹ thiện tâm rất là nhiều. Dạ. Đưa miếng ăn cho ngủ. Đầy đủ. Cảm ơn quỹ thiện tâm của Vinh Mạc đúng không? À, của Vinh Group. À, cảm ơn quỹ thiện tâm của Vinh Group rất là nhiều. À, anh thi công điện đúng không ạ? Có quay có internet luôn không? Hay là internet chung cho cả xóm? Anh có thi công internet không? Có riêng đấy, mỗi phòng riêng. Hiện tại chưa có. Có thi công internet nhưng mà chỉ còn người ta trả tiền bắt vô thôi đúng không? Vâng, chắc. Ừ, chứ còn nhà nước trời. Nhưng mà chắc cho tất thì chơi cho chung, chứ không thể nào mỗi hộ một cái internet riêng được. Dạ, internet là chung rồi cùng nhau xài nó mới tiết kiệm chứ. Là có luôn hả anh? Đây, chừng nào xong anh cứ đem cho tiếp tục. Anh có biết chừng nào xong không anh? Chiều nay xong. Cái gì nhanh dữ vậy? Nhanh mà, chiều nay là xong hết rồi. Xong tất cả luôn á hả? Thi công thành công. Dạ, đây là thi công khởi công hôm ngày ngày mấy ta? Một tuần nữa mà, trong vòng một tuần. Đúng rồi, trong vòng một tuần. Sao anh? Cái gì anh? Trong đằng lũ nó trôi ra. À, nói đùa thôi đúng không? À, hôm nay là ngày thứ 6. Giờ là thi công mới 6 ngày là xong. Không. 6 ngày thôi. Tức là 23 căn rồi. 23 căn. Là xong 23 căn đó. Dạ. Đây, cho gieo sơn một xíu đi. Bây giờ cái trần nhà giờ là xong ha. Mỗi hộ là một phòng, mỗi hộ đó trần nhà. Ủa trần nhà có cái gì nữa không ta? Chắc là như vậy thôi đó. Chứ mình đi qua tiếp bên kia đi cả nhà. 23 gian phải không? Là hôm nay là xong 23 gian đó. Trong buổi sáng hôm nay muốn làm sao? Trong buổi sáng hôm nay. Đấy. Như đang tiến độ đang làm nào. Mình quá trong vòng chỉ có mấy hôm mà. Anh nói là hôm nay là ngày thứ 6. Là xong 23 gian đó. Hôm qua lại hết vật liệu. Ờ, chứ nếu không là đã xong hôm qua đúng không? Ừ, chờ vật liệu chứ không là đã xong hôm qua luôn. Như vậy là hôm bữa đã xong mấy căn là giao trước rồi. Xong tới đâu giao tới đó. Giao trước 14 căn. Wow. Giao trước 14 căn đợt 1, rồi bây giờ đợt này là giao 9 căn còn lại. Đúng không? Dạ. Sáng nay mà ngày hôm qua sáng nay mình cho anh em vào. Ừ. Vậy hôm qua ngưng một ngày hả anh? Dạ, cảm ơn anh. Anh là người bảo yên hả? Đây lắp cửa sổ đây. Đây lắp cửa sổ đẹp chưa? Như vậy rồi ở đây mấy tháng rồi sao đó làm sao ta? Có thể là nhà văn hóa hay gì không? Đó lắp cửa sổ một dãy luôn đó, anh em lắp cửa sổ đó. Đi vô cái nhà vệ sinh xíu đi ha.
khung cửa sổ. Đi thôi cả nhà, mình đi ra phía sau cả nhà ha. Cả nhà ơi, bò món phở đang ở đây là làng ngủ mới, cách làng ngủ cũ khoảng hơn 2 cây số. Hôm nay bàn thi công, hôm trước là đã bàn giao 14 căn nhà đầu tiên nhà tạm ha, hoàn toàn là do Nguyễn Thiện Tâm của Vinh Đức tài trợ. Đây mình không có ghi đây nha cả nhà. Đây đó, đây bò món phở, mời chúng ta xem một xíu ha. Cập nhật có cả giường nệm luôn, có cả mọi thứ. Đây là nhà đôi, người ta sẽ làm cái vách ngay đây nữa. Sau xa xa là một cái dãy nhà nữa cả nhà. Đó, xa xa đó là những nhà đã hoàn thiện. Bây giờ chúng ta đi ra phía sau đi cả nhà ha. Ồ, có nồi cơm điện kìa. Đi mang vô luôn nè. Đó, đúng luôn á. Bà con chỉ cần vô ở thôi, mọi thứ đã có hết. Nồi cơm điện Kangaroo. Mấy ảnh đang thi công cái cửa sổ phía sau nè. Nhìn ra thấy cái nhà phía sau. Phía sau có người ở, chúng ta đi ra đó một xíu đi cả nhà. Cái này cái gì vậy ta? Bếp ga. Bếp ga để cả thao chậu này nọ, dao thớt luôn ha. Đó, dao thớt luôn. Không thiếu một thứ gì. Hai bên đang thi công, một bên hai bên đều thi công cửa sổ. Đi ra phía sau có người ở rồi. Hồi nãy chúng ta thấy mấy anh thi công hai cái cửa sổ đó đúng không cả nhà? Đó, nguyên một dãy nhà ha. Và đây, đây là cái dãy nhà nãy chúng ta thấy. Từng hộ có tên. Dạ, chào cô. Dạ, nhà mình hả cô? Hoàng Thị Bóng. Hoàng Thị Bóng, mình tới chơi thôi đúng không ạ? Em chào cả nhà. Dạ, nhà mới ha. Nhà chị gái thôi. Chị gái đi vắng rồi hả? À đang con đây chủ nhà đây ạ. Là 14 nhà đầu tiên á. 14 nhà đầu tiên á hả? Nhận nhà cách đây mấy ngày? 3 ngày. Nhà em nhận xe máy chưa? Đây đây. À được rồi phải không? À chị nhà ông anh này. À, hai cũng được. Mới đi viện về đó. Vừa về hôm qua hai bố con gãy chân. Hai bố con đây.
Có mỗi vợ thì... Trời ơi, con gái gãy chân đó hả? Gãy chân hả? Đỡ đau chưa con? Ừ. Đi học, chưa đi học được hả? Không đi được, gãy chân này thì chắc phải đi được. Vậy... Mẹ sao hả? Mẹ của bé sao? Mẹ của bé thì đi làm thuê. Làm thuê, ừ. Nên là không việc gì. Không sao. Ừ, hôm bữa trường hợp này mình gặp rồi đó. Gặp rồi, gặp trường hợp đấy, nhận xe rồi. Nhà mình nhận xe rồi đúng không? Vợ đi nhận rồi. Đúng rồi, là nghe đã nghe cái câu chuyện này là hai bố con thoát nạn đó. Và ổn đó. Còn vợ không ở nhà. Mình đó. Vợ đi làm. Là đây là trường hợp gọi là may mắn đó. May mắn. Dạ. Mà anh có thể kể lại một xíu về cái giây phút kinh hoàng đó được không anh? Dạ, để anh nói giúp giùm em đi. Dạ. Chị nghe chị. Dạ. Nghe, nghe, dạ. Nghe anh kể lại tí để... Lúc đó là mấy giờ lúc hả anh? Lúc đấy là tầm khoảng 5 rưỡi ạ. 5 rưỡi thì cả ba bố con đang ngủ. Lúc ấy trời mưa. Trời mưa thì dân ở đấy là mưa cũng không ai đi làm gì. Thì lúc ấy cũng cố ngủ, mà nhà thì nhà xây nữa thì họ bảo nghe thấy tiếng nổ lớn, nhưng mà em thì có nghe tiếng nổ lớn, nhưng mà lúc nghe thì nó đã trôi cả nhà mình đi rồi. Là trước đó anh không nghe tiếng nổ lớn hả? Bởi vì nhà xây mà nhà kín thì nó cũng khó nghe bên ngoài lắm. Tại lúc đó còn ngủ nướng, lại trời còn... mưa trên, chứ nó không mà bình thường thì dậy đi làm, nhưng mà hôm đó mưa cho nên ngủ nướng. Khoảng mấy giờ anh ha? Tầm độ 5 rưỡi đến 6 giờ kém vậy. Là cũng còn tờ mờ sáng đó. Đúng chứ rồi, tờ mờ sáng ấy. Thì ba bố con đang ngủ thì cũng nghe một tiếng nổ lớn, xong là cũng thấy trời đất nó quay cuồng, chả biết cái gì nữa. Nghe tiếng nổ rồi ba bố con. Vậy thì đây ở đây hai bố con. Còn một đứa nó thì mất rồi. Dạ. Rồi bé mất đã tìm được rồi phải không anh? Tìm được rồi, tìm được rồi. Dạ. Anh xuất viện khi nào ạ? À? Hôm qua. Lên... Hôm qua chiều bệnh viện đưa về tận nơi ạ. Bệnh viện đưa về tận nơi. Rồi, hai bố con có đi thắp hương cho con trai, con... Dạ chưa ạ, bây giờ thì chưa, vì là vẫn còn hai người chưa tìm thấy ạ. Vẫn còn hai người? Dạ. Là ai ạ? À? Là... bố là mẹ của em với lại em chú của em, còn hai người. Như là nếu mà nói về ruột thịt á thì anh vừa mất mẹ vừa mất con ruột đúng không? Vừa mất mẹ ruột vừa mất con ruột. Con mất là lớn hay nhỏ hả? Bé bé hơn 5 tuổi. Dạ. Cháu nó 7 tuổi. Chia sẻ cùng anh nỗi đau này không biết khi nào mới nguôi ngoa đúng không anh? Nhưng mà có nhà nước và mọi người dân trong và ngoài nước hướng về mình cũng an ủi phần nào, mong gia đình anh cũng vơi bớt cái nỗi đau để mà mình sống cho hiện tại nha anh. Giờ cũng đâu có ai giúp được mình cái nỗi đau đó đâu đúng không anh? Dạ, thì mình còn vợ, còn con, còn hiện tại và còn tương lai thì mình cố gắng thôi anh. Vâng. Dạ. Cố gắng em tự đứng lên mình xây dựng lại cuộc sống mới. Dạ. Người mất rồi, cũng đã mất rồi. Dạ. Trước đây gia đình mình làm nghề gì hả anh? Cũng làm nghề nông thôi. Nông dân thì bình thường trồng trọt lúa với sắn, ngô khoai thôi. Dạ. Mình có nuôi gia súc gia cầm mấy con lợn, con bò gì không? Có, nhà thì vừa mới xây xong ra ở riêng được hơn 2 tháng ấy. Mới? Nhà ông bà, thì có nuôi. Ừ. Dạ. Nhà ông bà có nuôi nhiều không anh? Nói chung là cũng nuôi để trang trải cho đứa Tết lớn nhất thôi. Ừ. Nuôi hai con thôi. Dạ. Rồi à, vợ chồng anh mới ra riêng hả? Vâng. Vậy cất nhà mới ra xong hả? Mới ra riêng được hơn 2 tháng. Rồi trả hết nợ chưa? Dạ chưa nợ, chưa trả hết nợ. Rồi nhà nước có hứa giúp mình cái phần nợ đó không hay là sao ạ? À? Chưa biết, nhà nước chưa biết. Dạ. Chắc mình tự lo tự xoay được. Dạ. Chưa nghe anh nhắc tới bố như vậy, bố thì sao ạ? Bố thì bữa hôm nọ thì tìm thấy rồi. Nghĩ là sao? Bố tìm thấy, vậy còn mẹ? Bây giờ còn mẹ với em chú. Chứ vậy có nghĩ rằng là anh mất cả bố lẫn mẹ luôn. Mất cả bố mẹ ruột và con ruột một lúc luôn.
đó là ruột thịt đó. Còn còn bà con em chú thì chưa nói, vậy là gia riêng gia đình của anh vẫn còn tìm bất chưa rồi. Được tìm bố hả anh? Bố thì tìm thấy rồi. Còn mẹ là một trong 12 người. Em trai là em họ thôi, đâu phải em ruột đúng không? Em ruột. Ủa, như vậy anh mất cả em ruột nữa. Bố, mẹ, em trai và con ruột. Bà nội nữa. Tới 5 người luôn hả anh? 5 người. Ôi xin lỗi anh. Như vậy là anh là một khẩu có hai mái nhà. Mà một mái đã mất hết người đúng không ạ? Một mái là nói chung là xóa sổ. Dạ. Còn một mái nhà nhỏ của anh, hai vợ chồng một đứa con thôi đó. Quá đau thương anh. Quá đau thương. Thôi thì cố lên anh. Biết sao bây giờ. Năm người. Đau quá. Nhưng mà bây giờ mình có tính toán về tương lai chưa anh? Hiện tại thì chưa có tính toán gì. Bây giờ thì hy vọng tìm được hai người nữa xong rồi làm để an táng cho mọi người xong rồi lúc đấy mới tính tiếp rồi. Dạ. Cho tới hiện tại thì ước mong của bà con ở đây vẫn là tìm được hết người, vẫn còn 12 người đúng không anh? Vẫn 12 người còn lại, ước mơ lúc này của bà con chỉ là như vậy thôi. Chỉ là tìm được người và an táng thì lúc đó mới nghĩ được chuyện khác. Tương lai. Dạ. Thôi thì cầu mong cho những người mất chưa tìm thấy được linh thiêng chỉ đường để mà chúng ta tìm được. Chứ cảm ơn lực lượng tìm kiếm quá quá ư nhiệt tâm. Không có gì, không có từ nào mà diễn tả được cái lời cảm ơn dành cho lực lượng tìm kiếm. Thôi thì nó cũng là một trong những cái mà để an lòng một xíu nha anh. Dạ, cố lên anh ha. Cố lên nha con gái. Dạ, con buồn con khóc luôn kìa. Một đứa trẻ. Sao? Nó trôi nhà ấy, nhà nó trôi xuống là sát bờ ấy. Thì hàng xóm thấy hàng xóm cứu rồi. Còn em thì nó cho bay ra tận ở giữa khu dưới đồng, nói chung là khu dưới khoảng dưới. Mình đâu có biết gì lúc đó nữa hả? Có bất tỉnh gì không? Hay là còn vẫn tỉnh chứ? Cũng anh mới mắt, được cứu. Vẫn tỉnh nhưng mà vẫn hoa mắt. Hoa mắt thì cố nhìn xung quanh xem có mình có thể ra ngoài được không? Kêu cứu có được không? Kêu cứu thì hàng xóm ở trên bờ ấy thì thấy nhưng mà không cứu được. Bởi vì lúc ấy là vẫn còn nhiều đợt nó ập tới nữa. Đó chỉ là phút đầu tiên thôi, còn sau đó nó tiếp tục nữa. Nó xuống ngày hôm đấy là xuống cả ngày mà. Nó sập xuống cả ngày ấy. Thì lúc ấy mình nhìn xung quanh thấy có một tảng đá lớn. Thì mình chạy vào đấy đi, mình bám ở cái tảng đá ấy thì còn sống được, may còn sống được. Bám vô tảng đá? Ở giữa, để đúng nước rồi. Nó xuống thì mình vẫn còn ở trên tảng đá lớn đúng, à? Đúng rồi. Tảng đá đó từ đâu à? Từ tảng đá ấy cũng trôi từ trên xuống. Từ trên núi xuống luôn. Chứ trước đó đồng đâu có tảng đá đúng đó. Rồi bao lâu anh mới được cứu? Thì nó xuống được 4 đợt. 4 đợt xong mình mới chạy ra. Mình tự chạy ra. Tự chạy ra luôn? Tự chạy ra. 4 đợt đó là tới khoảng trưa không anh? Cách nhau sao? Cách nhau chưa đến 5 phút rồi. 4 đợt trong vòng 5 phút thôi? Trong vòng 5 phút. Rồi sau 4 đợt đó rồi là anh tự thoát thân cho mình. Lúc đó bùn sình xung quanh hết, làm sao có thể đi được hả anh? Có bùn nhưng mà lúc đấy cứ cố chạy ra thôi. À, có thể là gỗ nó tràn ngập trên đó đúng không? Anh bước trên gỗ đi không hay là như không, thế nào? Không có gỗ đâu, có bùn đất đá có thì không có gỗ. À, những cái nơi bùn nó có đá thì nó làm đỡ bước chân của anh. Đúng. Dạ. Lúc đấy thì cứ biết là chạy ra thôi. Chân thì xước sát hết. Đầu thì cũng bị rách hết. Rồi có người dân ở đó? Có người dân ở đó hô là ở trên bờ ấy. Những người ở ngoài nè, người ta đi vô đúng không anh? Người ta ứng giúp. Hoặc là những cái nhà không có bị á. Đúng rồi, những nhà không bị là người ta vào cứu ấy. Trời. Xem cứu được ai không? Bữa giờ hai bố con có ngủ được không? Có ngủ được nhưng mà ngủ ít lắm. Có bị ác mộng, nằm mơ gì không ạ? Bởi vì lúc cứ ngủ được một tí thì lại giật mình thôi. Gặp ác mộng thì bố thì chưa gặp, con thì
không biết là gặp chưa, nhưng mà cũng hay bị giật mình, thì kiểu giật mình tỉnh giấc. Giật mình gì? Nỗi kinh hãi nó vẫn còn trong đầu mình, và nỗi đau xót mất người thân. Thôi thì mình cứ đối diện với sự thật à. Có một câu á, ở đây nó đau thương lắm. Nhìn gia đình khác đau cũng giống mình hoặc đau hơn mình, mà sống thôi đó, mà cố gắng thôi đó. Dạ. Bây giờ cũng cố gắng thôi, trời nó cho mình sống mà, mình cũng phải cố gắng thôi. Dạ, ông trời đã cho mình sống rồi, mình cố gắng, còn vợ, còn con, còn đứa con gái kia. Ai tặng cho bé cái đồ búp bê dễ thương quá vậy? Trong bệnh viện hay là... trong bệnh viện các đoàn thiện nguyện tới thăm đó ha. Biết bé gái, cho nên là tặng cho bé gái một bộ búp bê như thế này nè. Cưng chưa? Ê da, xin lỗi. Con ơi, con có thích cái bộ búp bê đó không? Ồ, con xuống nhồi bông nữa nè. Con thích không? Thôi con ôm cho đỡ buồn, cho ấm lòng đi con ha. Thương quá. Cảm ơn các đoàn từ thiện ha. Đó, dẫn bé đi vệ sinh. Có nhà tạm gì cũng đỡ lắm luôn á cả nhà, không phải đi ở nhờ trong điều kiện thiếu thốn chật chội. Cả nhà ơi, buồn ghê luôn á. Cứ nghĩ là cái không khí tan thương ở đây nó giảm đi nhiều lắm rồi, nhưng mà cứ mỗi lần gặp lại nghe những cái câu chuyện cũ đó, nó ám ảnh tới giờ. Vẫn còn mới lắm mà. Cũng may là có được những cái căn nhà, có được sự trợ giúp của các đoàn từ thiện quý giá lắm, của nhà nước, của các quỹ từ thiện. Ấm lòng lắm á cả nhà, đỡ lắm á. Bà con rất là quý nha cả nhà. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục đi qua bên cái nhà ở phía trên con thử như thế nào á cả nhà. Vậy hả? À, nồi cơm mới giao á hả? Không biết bật hả? Đây nó đang ở xoay xoay cái này. Xoay cái này là đường này á. Ừ, nó xoay xoay nên là đường này. Được rồi đây. Nhưng mà cơm gạo ở đây này, chưa lên hết rồi này. Đây này, gì vừa mới bật xong. Nãy quên. Bây giờ mới bật. Giờ mới bật này. Bây giờ mới bật. Nãy quên. Chắc là ấn nút xanh thường là xong, mà mình ấn nút xanh là tắt đấy. Anh là bật, ấn nút xanh là bật chứ. Bật đấy. Nút này là tắt này, nút này bật này. Đó là tắt cái quy tắc chung. À khay. Xanh này là bật rồi. À nó đây là cái này là nó nhiều nước rồi á gì? Không. Là khoan khoan nha. Khay khay này là cái gì ta? Này là nấu nè, gạo nó phải qua cái chế độ này nè. Còn có chế độ hầm, chế độ nấu cái, cháo. Đây nè, cái chỗ này, gạo nó là tự chữ bật lên luôn chứ đúng. Là mình phải ấn cái chữ select đây nè, ấn đấy, chữ này nè. Cho nó ra nó hiện chừng nào mà nó ra cái chữ rice này nè thì là nó mới là nấu cơm. Cho em tắt lên làm lại từ đầu nha. Đây tắt. Tắt. Tắt được. Tắt đi, anh tắt giùm đi. Đây. Thấy ấn thế thôi. Không đi, tắt cho đi đã. Có tắt được nữa đâu. Nó đang ở chế độ rồi. Đang chế độ rồi. Ờ, nhưng mà bữa sau á mình chọn qua ấn cái select rồi nè. Để qua cái chế độ đây, dry là nấu cơm á. Rồi đây. Báo bóng rồi. Nấu cơm. Thì là lúc nào ấy nó sôi thì nó mới bật ra đây chứ. Đúng rồi, sôi thì nó mới nhảy. Bây giờ bật rồi. Cái nồi này là nồi dạ. Ấy đây. Dạ không, ngay từ đầu á, ngay từ đầu mình chọn. Cucu gì đây? Cucu đó. Dạ. Đừng nó có chế độ mình nấu canh nè, rồi mình hầm nè. Đó. Nó có nhiều chế độ lắm. Nhiều chế độ lắm. Ừ. Có chưa dùng cái nồi này bao giờ? Đây dạ. Chưa được dùng đâu. Đó. Chỉ có cái loại ấn nắp xuống rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái loại đó thì nó rẻ tiền hơn, nó đơn giản hơn. Vâng. Ừ. Nhiều cái nó phức tạp quá mình cũng lấy. Hiện đại một chút kìa, mới đầu nó khó mà dần nó quen, nó tiện dụng. Đây, sôi rồi. Sôi rồi nè. Đó, nó sôi rồi. Cái này mà bật nhanh không mà. Vâng. Thôi mở nhiều tí thôi. Không chín đâu. Sôi rồi. Sôi rồi. Chín không. Rồi. Tụi em đi ha. Dạ em cảm ơn. Cô đi ha. Ừ, cảm ơn. Cố gắng nha. À đây chiếc xe mình đi hả? Chiếc xe đây nè. Xe nhóm từ thiện bạn bè và khán giả của Bò Bán Phở ủng hộ cho bà con mỗi nhà một chiếc nè.
rất là cấp thờ luôn. Nào cai về đấy, ở đây còn không có. Ở đây đúng rồi, hết rồi, có yên được hết rồi. Nói chung là đúng nhu cầu của dân. Dân bây giờ bị cuốn tài sản, bị cuốn cả xe pháo các thứ là cuốn sạch hết rồi. Ừ. Gia đình mình là có không có bị mất nhà thôi, không bị mất người thân chứ ha. Có mất bố. Mất bố hả? Ừ, nói chung là cũng may là còn tìm thấy, gọi là thấy xác về rồi. Đúng rồi, cứ là bảo sau ấy xong bắt đầu mới làm lễ cho bố. Rồi, như vậy là nhà mình là đã ổn hơn so với rất là nhiều gia đình. Vâng, bây giờ hiện tại còn 12 người đấy. Ừ, còn 12 người nữa. Thương ghê luôn á, cái nhà chị vừa qua thăm em dẫn qua đó. Thương quá ha. Đấy là đấy cũng vẫn chưa tìm được mẹ. Mẹ này, em trai. Em trai, mẹ và em trai vẫn chưa tìm được. Cái đấy cũng là anh họ đấy, anh họ cũng họ hàng với nhau hết. Họ hàng nghĩa là bố, hai bố là cũng là anh em ruột đấy. Chú bác ruột đó. Anh em chú bác ruột với em luôn đó. Vâng. Ủa, như vậy là có nghĩa rằng là hai anh em bố đã mất đó. Đúng không? Tại vì bố rồi. Của em mất và bố của anh đó mất, như là hai anh em mất luôn đó. Nếu mà anh em ruột của bố ấy là có bốn anh em là đi mất cùng nhau luôn mà. Trời ơi, bốn năm anh em luôn. Gọi là chưa tính gọi là vợ giờ nào. Đúng rồi. Các thứ là... Đang nói là gia đình riêng ruột của dòng họ bố nội thôi đó, mà nó bốn năm người rồi đó. Cái đây là nguyên là ruột không, chưa tính ấy cháu về nào ấy. Kinh khủng khiếp. Bốn anh em trai với một bác gái nữa. Tan là chưa lắm. Tính đến các anh rồi nào thím. Đấy là năm anh chị em. Đây không không ngờ đây là con bác là... em là đó, con bác đó anh rồi. Là... tính về con trai con gái của bà cụ thì bà cháu bà chắt nữa thì mười mấy người mà mất 15 người. Đó, dòng họ nội ngoại á, không dòng họ bên nội thôi nha, đang xét bên nội thôi nha. Nội không có lẫn ở đâu nữa. Đúng rồi, đang nói là coi như là bà nội mất tổng cộng 15 người về con trai, con gái và cháu chắc. Đó, là bà nội của em đó. Mà bà nội thì mất lâu rồi đúng không? Mới đây. Bà nội là vừa mới mất. À hồi nãy em nói là bà nội của em đó. Là lúc đó bà bao nhiêu tuổi? Bà bây giờ 84 hay 85 rồi. Là bà lúc đó bà khỏe không? Lúc đó bà còn làm việc được không? Bà thì vẫn khỏe mà, bà thì vẫn đi nhặt củi các kiểu vẫn được. Vẫn nuôi lợn đồ đó, đúng không phụ? Vẫn đi nhổ cỏ vườn đường đó, đó, vậy là bà vẫn khỏe. Bà nội mất và gia đình của bà nội, riêng bà nội mất là bà nội mất 15 người, cháu chắc bà nội luôn là 16 hay sao? 15. Bà nội luôn là 15, còn ông nội thì sao hả? Ông nội mất lâu. Mất trước đó mất rồi. Phải được mười mấy năm hay là năm nay. Dạ. Không nhận. Thế là bà nội là bà mất xong rồi là mất thêm 5 người con, trai gái là mất thêm 5 người, còn cháu không tính. Đây này bà nội cháu đây này. Sao bà nội đâu? Đây. Bà nội nhìn cũng khỏe mạnh mà, già rồi mà khỏe bà, mạnh mà. Bà vẫn đấy, chụp ở trên bà chiếu đấy. Thấy bà khỏe và minh mẫn đúng minh không? Minh mẫn mà bà. Minh mẫn. Đấy. Đây vẫn đi nhà cháu đây này. Ừ, đấy. Nhà rất là sang trang, mình là chịu nhá. Dân trong này giàu lắm. Nhà mình là nhà xây hả? Vâng. Hai nhà xây luôn, nhà nội cũng nhà xây hay nhà sao? Thì nhà sàn. Nhà sàn cũ. Trường lắm. Chạy xe được ở đây là giỏi đó. Thật khó luôn vậy trời. Sao khói vậy? Từ hôm nọ nó nầy nội quá, hôm đầu là nó thế à? Xe này được. Xe neo đồi. Xe neo đồi chở sắn từ trước rồi. À, xe là xe cũ, đâu phải xe mình tặng đâu hả? Không phải. Không phải. Không. Ừ, cái đồi kia nó xịt khói luôn. Em mình là sao mà như thế này, mình là xe kia. Ừ, xe mình là xe kia. Còn xe này là xe xe chở sắn đi rẫy, xe này xe đi rẫy. Đi rẫy đâu rồi? Xe của dân ở đây. Ủa đi đâu đây? Ủa em là mẹ của bé nè. Dạ vâng ạ. Đúng không? Ừ, hôm bữa gặp em đó. Em về đón nhà em xuống dưới ký giấy tờ, ký giấy tờ cần nhà em ký. Nhưng mà sao em phải bồng bé đi qua đây làm chi vậy? Em xuống dưới học tí đi nhà bà ngoại ăn cơm. À, bây giờ đi đưa bé xuống nhà ngoại hả? Vâng. Nhưng mà phải là cả gia đình chở nhau đi mới được chứ. À, đây nè ha. Ờ, cả gia đình chở nhau đi xuống ngoại. Rồi có cái nhà tạm vậy cũng đỡ phải không em? À, vâng. Không có thì biết đường nào đi ngủ nhờ đúng không? Vâng, không đi ngủ nhờ. Có thì chỉ ngủ nhờ. Ừ.
rồi, thế là bây giờ là có cái xe nào là nhà ba vợ chồng ăn nay nhau đi xuống ngoại được rồi, đi ăn cơm. Ờ. Được nhận xe được rồi, nhận được đúng rồi. Quen nhớ mặt chị. Con đội cái nó cho con. Đội nó vào. Đội nó không chịu đội đấy. Không chịu đội à? Đội vào con ạ. Mặc cái áo dài con đâu đội nó vào. Con lấy cái áo dài cho con. Ờ, mặc áo với khoác nữa, mặc áo khoác vô. Đấy, lấy cái dạ. Khoác của mẹ. Chị kết bạn với em lạc đường trên đó, chị là bà bán phở đó. Vâng. Gửi cho chị nha, cảm ơn em nhiều nha. Anh ngay trên này đi nhá. Đi đi xíu coi chiếc xe để đâu. Đi xíu. Xe chắc để dưới này. Em xuống đi theo. Dạ không, đi giấy tờ không đi vào nhà bà ngoại luôn. Ừ, sẵn đi ký giấy tờ rồi đi nhà ngoại luôn. Ký giấy tờ không đi vào ngoại. Cơm, nhà cả có người nấu, hai bố con vừa đi viện về còn... Đây là gia đình mất rất là nhiều người thân. Chị gái đi làm xa với con. Hai bố con đi nhà ngoại ăn. Chị gái đi làm xa với con. Đúng con, bố đau, con đau. Đây là chiếc xe được tặng đó. Cảm ơn các mạnh thường quân, bạn bè của Bào Bán Phở ha. Đó, của kênh YouTube Bào Bán Phở, Facebook bạn bè, bạn của bạn bè. Tất cả chúng ta đã rất là nhanh tay kịp thời gom góp tiền, kêu gọi bạn bè của mình để tài trợ được, ủng hộ được cho bà con mỗi nhà một chiếc xe gắn máy. Đó, nó hữu ích vô cùng chưa? Này đi ký giấy tờ, rồi này nọ để làm lại cuộc sống. Hai bố con mới vừa nhập viện, mới vừa xuất viện về được hôm qua đó cả nhà. Xong bây giờ về nhà ký giấy tờ xong về nhà ngoại ăn cơm luôn. Đó. Chúng ta không có ngờ được chiếc xe của chúng ta nó mang lại những cái quý giá cho bà con nhiều lắm luôn cả nhà. Nó thiết thực vô cùng. Tuy là cũ nhưng mà rất là đủ. Rất là đủ ha cả nhà. Bà Bán Phở trân trọng cảm ơn tất cả bạn bè thân thiết, không thân thiết, mới quen biết bà Bán Phở. Trong vòng tròn bạn bè chưa quen biết Bào Bán Phở, khán giả trên kênh YouTube của Bào Bán Phở, cảm ơn thiệt nhiều ạ. Nếu mà không có cái xe bây giờ để nách thích bế nhau đi làm gì có phương tiện để đi. Yeah. Nếu như không có mình không cho xe đấy. Dạ. Không mà anh em mình không phải do vì bây giờ nó bế nhau nách thích đi đúng không? Dạ. Yeah. Giờ may là có cái xe để nách nhau đi đến ngoại. Dạ. Rất kịp thời. Dù bằng nó không to nhưng rất kịp thời. Dạ. Ồ, xe hư hả mấy anh? Xe này xe hư. Ủa đó. Ừ. Đó, cái dãy nhà này chắc cũng chủng chút nữa cũng bàn giao luôn ha. Ờ, cái này cũng bàn giao luôn. Bây giờ 10 giờ 42 anh nói giao trong sáng đây kịp không ta? Rồi bây giờ mình lên kia lại một xíu đi cả nhà. Trong buổi sáng nay sao phải hoàn thiện thì chiều nay để dân chuyển vào. Ừ. Cái đường mà chúng ta đi là cái đường này ha. Đúng rồi. Đó, chúng ta đi ra là về thị trấn cách 20 cây số cả nhà. Cách khoảng 18 cây số. Trên kia có người không anh? Bây giờ mình lên trên kia hay là mình lên lên kia một xíu đi. Dạ. Ở đây 3 căn thôi ha. Ờ. Lên đây là bá thở luôn cả nhà. Mới vừa. Đường đất sét nó lầy lội. Chào anh. Nhà mình ở rồi hả anh? Vâng, hôm nay bắt đầu chuyển lên. Dạ. Dạ, em chào cả nhà. Gia đình hôm nay bắt đầu chuyển lên nào? Là mình ở chính thức chưa cả nhà? Mình ở chính thức chưa ạ? Ở tạm, nhà tạm thì ở tạm ha. Đây là một trong những nhà đầu tiên được xong đó đúng không ạ?
Có chỗ ở nó phải có. Cái này là tạm thôi. Dạ, tạm nhưng mà cũng tính bằng mấy tháng á đúng không ạ? Chứ đâu phải tạm vài ngày đâu. Tạm mấy tháng năm nữa. Không, em nghe nói là phải xây xong trước nhà 31 tháng 12. Vậy là mấy tháng thôi, không có tới một năm đâu. Với lại là người ta xây dựng nhanh á. Dạ. Vật dụng đồ cũng đầy đủ, cũng đỡ ha. Ủa, ống siêu tóc là người ta cho mình luôn hay sao ạ? Ống siêu tóc cũng cho luôn. Đừng có nói cái bình thủy cũng cho luôn nha. Ôi tâm lý quá, thương quá ha. Thương quá trời luôn. Còn cái tủ thì sao ạ? Cũng cho hết á. Nói chung là tất cả những cái gì thấy trong nhà này là cho hết đó, đúng không? Đó, hiểu rồi đó. Tài sản trong nhà này, các đồ đạc này là cho hết. Dạ. Nhà cửa coi như là mất cả người đi, còn nhà cửa đồ còn gì nữa. Dạ đúng. Còn lúc thấy là thoát người là đúng một bộ quần áo trong người. Mà còn bộ quần áo bùng lắm lem bùng lầy nữa chứ. Đâu phải bình thường đâu. Kinh khủng lắm. Vậy thì có được cái sự quan tâm của nhà nước và các nhà tài trợ, các quỹ từ thiện cũng ấm lòng phần nào cho bà con mình cả nhà ha. Dạ thôi. Chỉ là các nhà hảo tâm rồi. Cảm ơn lắm rồi. Dạ. Nó ấm lòng, nó an lòng phần nào. Chứ còn đau thương thì chỉ có chính mình mới vượt qua được thôi. Nỗi đau mất người thân thì đâu có ai giúp mình được đúng không ạ? Thôi thì cố cố gắng nha bà con. Em cảm ơn ạ. Dạ, chúc bà con mong là sớm ổn định lại cuộc sống, bắt đầu cho cuộc sống mới ạ. Dạ, em chào cả nhà em đi ạ. Dạ. Công chuồng trâu chắc là của nhà dân cũ á. Dạ, của nhà dân cũ ở dưới này. Bây giờ mình xuống mình coi lại, coi... Nhà kiên cố này nó xây ở trên đồi chim bên đây đúng không? Ở đâu, là dạy chỗ nào? Đây là ngay đằng sau này. Ngay đằng sau. Bây giờ có khởi công gì chưa ạ? Đang khởi công, đang làm mặt bằng. Đang làm mặt bằng. Để mình bay phải live cam sao? Bay phải live cam sao mới quan sát được cả nhà ha? Trong video sau đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống dưới đây. Để coi lại mấy anh làm tới đâu rồi. Em chuyển cái đồ lên đây rồi. Chiều bà có ra đây không? Tí bà đi ra đây bà nấu cơm cho bà đi. Bà về đây thì buổi chiều anh bảo bà tí anh lấy đồ ra. Em đi đây được không? Không, bà. Một tiếng đồng hồ đó trôi qua. Đúng một tiếng đồng hồ. Coi mấy anh thi công tới đâu rồi cả nhà nha. Đây lắp cửa. Anh đang lắp cửa này. Đó. Cửa. Cái vách chưa làm. Đây. Mọi người đang lắp vách mà. Kênh bà bán phở. Chúc bà bán phở. Dạ, chút nữa post liền luôn ạ. Bà bán phở. Dạ, chút nữa dựng post liền. Post liền tối nay luôn đi. Dạ. Vậy là có kịp trưa nay không? Bây giờ 11 giờ kém rồi. Gần xong rồi. Áp lực quá vậy. Vậy là xong mới ăn cơm trưa ha. Tóm lại là mấy anh quyết tâm, không xong là không nghỉ đó. Xong bàn giao nhà cho dân, phần còn lại là của dân. Là mấy anh đã xong. Ủa xong đây rồi tiếp tục có làm gì nữa không? Xong là xong thôi. Còn sáng nay nếu mà không kịp xong thì nó còn tồn lại mấy cái cửa sổ đằng sau thôi. Chiều này nữa. Dạ. Vâng. Mặt trước này thì chỉ đã xong rồi. Dạ.
bây giờ là chắc chắn là buổi sáng đây xong mặt trước. Rồi mặt trước thì dạ. Sau luôn. Còn cửa sổ có thể thiếu một hai cái thì buổi chiều làm nốt. Dạ. Thi công thần tốc anh ha. Một cánh cửa thử đóng lại và kiểm tra. Mọi thứ đang ổn dần. Thanh hồi nãy chưa ổn, lắp lại đó. Có ở 3 tháng rồi bỏ. Bỏ thì không tí. Mình chưa biết là 3 tháng sau thì cái nhà này để làm gì ha. Nên thì không biết đâu. Dạ, mình chưa trong chúng ta không ai biết. Lúc đó là tính tiếp. Chắc cơ quan nhà nước thì cũng đã có tính toán của họ rồi. Dạ, bà bán phở ạ. Cả nhà ơi, bây giờ là 11 giờ ngày 24 tháng 9. Như vậy là hôm nay là ngày thứ 6 thi công khu nhà tạm. 23 căn nhà đã giao đợt 1 vào là 14 căn nhà. Thì bây giờ hôm nay còn lại thì sẽ hoàn tất trong sáng hôm nay cái mặt trước, còn một vài cái cửa sổ thì chiều hôm nay trong đầu giờ chiều anh cũng sẽ làm xong nốt luôn. Như vậy là 23 căn nhà tạm đã được hoàn thành, chỉ còn cái phần phụ trợ là đường đi này nọ thì không biết có tiếp theo là gì cả nhà ha. Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi. Bây giờ thì bào bóng phở xin tạm dừng video này ở đây, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà.